Nội dung Bắc á? Không, đây đấy, không có nội dung Bắc. Chấm dứt tí. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Một ngày một bộ được không? Thanh của cô chỉ không phải sẽ ngon thế à? Em sinh viên bách khoa năm nhất sinh năm nào công bố có sừng sừng quả công chí. Có nhá, sừng sừng quả. Nói giọng bác ok nhất em ơi á hả? Thì bây giờ người ta, người miền Trung phải cho người ta nói giọng của người ta chứ, một cách người ta nói giọng miền Bắc ngoài. Anh vẫn còn tình cảm với em thật sự. Anh ai ạ? Em chả có ông nếu cũ nào tên Toàn cả. Ngày hai bộ. Ngày hai bộ làm gì mình mà phải thấy ngày hai bộ. À đu bỏ học ngày không được nha. Làm lâu cổng ở văn phòng nha, sẽ phải làm tất cả những cái việc mà chị sai bảo đi. Chị sẽ thương ăn vặt. Em sẽ phải nắm phủ để em phải đi mua đồ ăn cho chị một lần. Đó. Lấy chồng thì nói theo dòng chồng chứ. Thì bây giờ đã có chồng đâu mà nói theo dòng chồng. Con chưa có chồng, chưa có người yêu. Anh đố em ngày mặc một bộ đấy. Ừ đúng rồi, ngày phải hai bộ chứ nhở. Ừ đúng, cũng đúng. Hôn em cái đi đại ca. Bắt gì tự nhiên bắt người ta hôn. Chị chưa chồng mà có người yêu rồi hả? Đâu? Thế thì lại sung sướng quá. Làm sao sung sướng? Đấy. Ê mọi người xem Gia đình là số 1 phần 1 đi hay vãi. Nhưng mà của Hàn cơ, không xem của Việt Nam, xem của Việt Nam không hay. Chị có biết bức tường lớn nhất là gì không? Không. Ôi người yêu chị nhiều lắm, khó khó bảo quá. Ê, chị nói thật nhá, chị mà có người yêu nhá, chị chiều người yêu đi, chiều vong luôn. Chị em sao vậy? Sao lại té? Con khỏe không em? Nhà cô ấy thật, phát thực hiện còn gia đình tôi là người nhận nổ. Cái gì? Là nhà cô ấy đi phát từ thiện, còn gia đình tôi là người nhận nó. Đang được nghỉ hè hả? Đang được nghỉ hè, chị xin cho nào. Đang được nghỉ hè cái gì? Đang được nghỉ hè, chị xin cho em chân lao công nhé. Không, chị không xin. Nói nhỏ nhỏ thôi, nói nhỏ mà. Anh thích xem phim Trung Quốc đó hả? Phim Trung Quốc chỉ có xem phim cổ trang thôi. Thế thì em phải nuôi người yêu rồi. Không, không phải nuôi người yêu mà là người yêu chiều em thì em chiều lại thôi. Ví dụ như là sếp đang sờ đùi à? Đâu, thằng em trai của em mà. Ước gì em được yêu chị Trang nhỉ? Sao thế? Tất nhiên phải ước. Tán đi. Tán đi là yêu được. Cái Trang nó cũng dễ chiều mà. Thiệt. Cũng dễ chiều, hơi ấm ương một tí thôi. Nhưng mà không đến nỗi thế. Nhưng mà không đến nỗi cái gì tự nhiên. Không đến nỗi là khó chiều đâu. Em thấy chị Trang hiền kiểu đáng yêu thì cũng hiền thật. Bỏ xuống, bỏ cái gì xuống. Nhất trí thế, chiều em bằng chết. Ô thật mà em thế thì người không biết em hơi bị chiều người yêu của em. Lao công cần học việc không chị? Có chân cẳng hả? Đâu có nói gì đâu, còn mà còn dài mà. Người đẹp ở đâu vậy? Em ở cung Trăng mọi người ạ. Chị Trang kiểu on bên nào nhiều à chị hả? Bà Trang á, bà Trang on cái nào cũng nhiều ạ. Nào. Đã có người yêu đâu mà biết. Ừ thì đã ai ở đây? Không có ai mà lên like đây mà có người yêu mà không đưa mặt người yêu lên đây cả nhá. Ngồi như bán rau ngoài chợ. Ừ, ngồi thế à? Đây thì bỏ xuống mọi người. Tại vì em quen ngồi thế rồi mọi người. Luôn phun hạt mưa. Ê, không phải đâu mọi người, không biết ở tóc mái của em ít lắm, được mấy sợi thôi.
nhưng mà để dày thì gớm. Tại để tóc mái như này lúc nào mà kiểu chán chán thì sẽ vuốt lên, chứ không có để tóc mái như này. Em nói tiếng Việt ta đi. Điến à, điều chảy nước mó giọng người ta Minh Hương mà kéo điều chảy nước đi Điến à. Túi là cuối mà sao chưa có thấy cái gì? Em đi hỏi. Nói câu tự ái đúng không? Hỏi cậu thích ăn gì để đến đón. Tiền đi nghe hơn nay. Thích ăn gì để đón à? Ăn ăn. Em là người sáng giờ em còn chưa ăn. À, cái Phương của tôi, Phương yêu quý, Phương đáng yêu. Nghe giọng mắt chúa lệ chúa tóc màu là gì em ở trong tóc á Phương nó biết à? Phương ấy, Phương tí nơi gọi, tí nơi gọi video trong mà xém tóc bên ý. Bi kiểu hôm được cái thằng ở tẩy xong rồi là nhâm anh nữ tẩy mà xính mà ngóa rồi bảy xính mà hiền cho bảy ngồi lên đâu lão à. Chị ơi em đang đi lấy đồ không cho vào lại.